Thời điểm này, nước lũ trên các cánh đồng ở vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu rút. Đây chính là thời điểm người dân bội thu nguồn lợi thủy sản, trong đó có cua đồng, mang lại thu nhập khá cho người dân cuối mùa lũ. Trên cánh đồng ngập lũ, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, người dân tranh thủ đặt lợp cua, kiếm thêm thu nhập khi con nước lũ rút dần. Theo nhiều người cho biết, thời điểm nước lũ rút, lượng cua đồng nhiều nên nghề đặt lợp cua đồng cho thu nhập rất hấp dẫn. Với vài chục cái lợp cua, mỗi ngày người dân có thể bắt được trên dưới 20 ký cua đồng. Số lượng cua này sẽ được phân loại ra, bán càng to cho các quán ăn. Số còn lại được bán với giá 20.000 đồng một ký. Bình quân mỗi ngày, người đặt lợp cua có thêm thu nhập hơn 400.000 đồng. Thời điểm này, hoạt động đặt lợp cua sẽ được hoạt động hết công sức để tranh thủ kiếm thêm thu nhập trước khi lũ rút.